Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Business and Marketing Planning. Tạm dịch đó là lập kế hoạch kinh doanh và marketing cho một cái doanh nghiệp, một cái dự án kinh doanh hoặc là một cái dự án khởi nghiệp, hoặc là lập kế hoạch cho khai trương một cửa hàng, cho một cái nhãn hàng mới, vân vân. Nếu như bạn đang là nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh, quản lý hoặc là CEO hoặc là các cái cấp quản lý trung gian, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình, một cái bài học cũng có thể giúp ích cho các bạn ít nhiều. Để không mất thời gian của các bạn nữa, thì bài học hôm nay tôi sẽ nói về nội dung tiếp theo, đó chính là chiến lược tài chính. Vâng, chiến lược tài chính là gì ạ? Chiến lược tài chính ở đây chúng ta sẽ cần phải đưa vào bản kế hoạch Business Marketing Planning, đúng không ạ? Lập một cái bản kế hoạch kinh doanh, một bản kế hoạch marketing, thì bạn luôn luôn cần phải chú ý đến về kế hoạch tài chính. Bởi vì những điều bạn nghĩ ra, những điều bạn mong muốn làm rất có thể sẽ không thành hiện thực nếu như bạn không có tiền, đúng không ạ? Thì tôi thấy rằng là rất nhiều các bản kế hoạch họ đưa ra các ý tưởng hay ho, nhưng làm thế nào để thực thi nó về vấn đề tài chính, về vấn đề nhân sự thì tôi không thấy đề cập. Cho nên trong chương trình về lập kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế của tôi, thì tôi có chia sẻ với các bạn là một số những kinh nghiệm như vậy. Vâng, để không phải thảo luận quá lâu thì ta sẽ đi vào các cái nội dung chính như sau. Chiến lược tài chính là gì, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ tưởng tượng ra các cái nội dung cũng như là các nhiệm vụ về vấn đề tài chính, hay nói cách khác là vấn đề về tiền, để làm sao chúng ta có thể đảm bảo được cái kế hoạch của chúng ta thực thi trong từng tháng, từng quý và trong cả năm, hoặc xa hơn nữa là cả dự án nhiều năm tới, đúng không ạ? Thế thì để trả lời cho câu hỏi đó thì chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi như sau. Chúng ta sẽ cần bao nhiêu cái nguồn vốn trong năm nay, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cần bao nhiêu cái số lượng về tiền trong cái kế hoạch của chúng ta, cũng như là phân bổ cái nguồn vốn đó vào những cái hạng mục như thế nào. Thí dụ như là bao nhiêu phần trăm cho hàng hóa, bao nhiêu phần trăm cho việc trả tiền lương, đầu tư các cái thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở vật chất, phát triển cửa hàng nếu như bạn là một chuỗi bán lẻ, đúng không ạ? Các bạn sẽ dự kiến phân bổ các cái nguồn tài chính này theo thời gian nào? 12 tháng trong một năm thì mỗi một tháng chúng ta không thể phân bổ đều được, đúng không ạ? Có những tháng chúng ta phải nhập hàng, có những tháng chúng ta phải bán hàng. Tháng nhập hàng thì chúng ta sẽ cần nhiều tiền, còn tháng bán hàng chúng ta sẽ thu tiền về, có đúng không ạ? Vâng, cái nguồn tiền đấy thì chúng ta lấy từ đâu, từ những cái nguồn nào? Những nguồn nào là nguồn có cái chi phí thấp và nguồn nào là nguồn có cái chi phí cao? Các bạn có kế hoạch gọi vốn hay không? Gọi bao nhiêu vòng, số tiền mỗi một lần các bạn gọi là bao nhiêu, lãi suất các bạn dự định trả như thế nào? Đó là một số câu hỏi chúng ta sẽ đặt ra cho cái bản kế hoạch tài chính, và chúng ta đi trả lời cho những câu hỏi như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ đang trả lời cho việc là chiến lược tài chính của doanh nghiệp trong năm hay trong cái kế hoạch đó là gì, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta muốn tăng trưởng 130%, 150%, thậm chí 200% thì chúng ta sẽ luôn luôn cần một cái lượng vốn, đúng không ạ? Cũng sẽ phải tăng lên dựa theo lịch sử của năm ngoái, năm kia chúng ta đã có. Vâng, chúng ta cũng sẽ phải đặt ra một số những cái tình huống giả định. Ví dụ như là nếu như bạn tăng trưởng nóng, bạn tăng trưởng thuận lợi thì vốn bạn sẽ lấy ở đâu, bạn có đủ tài chính hay không? Hoặc là nếu như mà doanh số của các bạn mà không như kỳ vọng thì giải pháp là gì? Và làm thế nào để có những cái giải pháp dự phòng? Thì đấy là một số những câu hỏi tiếp tục, đúng không ạ? Các bạn cũng sẽ phải nhìn vào cái bản doanh thu dự kiến của phòng kinh doanh nếu như bạn là giám đốc tài chính, đúng không ạ? Hoặc là bạn là một người lập kế hoạch chuyên nghiệp thì bạn sẽ phải kết nối những cái thông tin như vậy. Vâng, các anh chị phòng kinh doanh ơi, các anh chị phòng marketing ơi, các anh chị phòng lập kế hoạch ơi, kế hoạch năm nay thì các anh chị sẽ mở bao nhiêu điểm bán, có bao nhiêu doanh số và dự kiến như thế nào? Thì chúng ta sẽ phải có những cái thông tin như vậy. Hoặc nếu mà chúng ta là người mà nghĩ ra toàn bộ những thứ như vậy thì chúng ta sẽ phải trả lời cho câu hỏi là doanh thu dự kiến từng tháng, từng quý, từng năm, ok, chi phí dự kiến từng tháng, từng quý, từng năm, được chưa? Lợi nhuận hoặc là lỗ, đúng không ạ? Lợi nhuận là hoặc là lỗ từng tháng hoặc từng quý, từng năm, nó sẽ tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của chúng ta đó. Và nếu như chúng ta không đạt được trong giai đoạn ngắn hạn, trong giai đoạn trung hạn và dài hạn thì sao, đúng không ạ? Rồi hàng tháng chúng ta cũng sẽ phải xem xét các cái bản báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận hoặc lỗ
từng tháng của năm trước cũng như là của năm sắp tới dự kiến, để chúng ta đưa ra những cái giải pháp phù hợp cho những cái tháng tiếp theo. Thí dụ như là chúng tôi sẽ nhìn vào một cái bản báo cáo tài chính hàng tháng của phòng kế toán hoặc là phòng kế hoạch tài chính người ta đưa cho. Tùy từng doanh nghiệp người ta sẽ có những cái phòng đặt tên khác nhau. Đó. Thì tôi nhìn vào một cái bảng cân đối thì tôi thấy rằng là ví dụ như là công ty tôi doanh thu là 3 tỷ, đúng không ạ? Chi phí là hết là từng này từng năm này. Và trong cái kết cấu về chi phí thì những khoản nào là chi phí đang chiếm lớn, đúng không ạ? Ví dụ bao nhiêu phần trăm chi phí cho mặt bằng, bao nhiêu phần trăm cho nhân viên, bao nhiêu phần trăm cho lương, bao nhiêu phần trăm cho thưởng, bao nhiêu phần trăm chi phí khuyến mại, bao nhiêu phần trăm chi phí bán hàng, vân vân. Tôi sẽ nhìn vào cái bảng đó và chúng tôi sẽ phải ra quyết định cho tháng tiếp theo rằng là chúng tôi sẽ phải cắt giảm những cái gì đó hoặc là phải tăng cái gì đó để cho nó phù hợp, đúng không ạ? Đấy chính là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh hàng tháng cho nó phù hợp trong những cái năm tiếp theo, trong những cái tháng tiếp theo của kế hoạch marketing và kinh doanh. Thì đây là cái phần kinh nghiệm mà chúng tôi khuyến cáo rằng là những người làm chủ doanh nghiệp hoặc là CEO hoặc là những người khởi nghiệp cũng hết sức là chú ý, đúng không ạ? Mặc dù đôi khi chúng ta quá đam mê vào sản phẩm, chúng ta cũng không để ý đến việc là doanh số lời lỗ như thế nào. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là con số thì không bao giờ nói dối, chúng ta sẽ phải nhìn vào đó để chúng ta ra quyết định và chúng ta sẽ phải điều chỉnh làm sao mà cho nó phù hợp, được chưa ạ? Và nếu như mà các bạn sẽ cần thêm các dòng tiền trong năm tới thì các bạn sẽ xoay sở bằng những cách nào? Ví dụ như các bạn vay ngân hàng, các bạn đã vay rồi thì sao, có vay được nữa không? Các bạn phải làm việc với ngân hàng của mình. Họ nói là ok, với tình hình kinh doanh này tôi có thể tài trợ cho bạn thêm 3 tỷ một tháng, 5 tỷ một tháng, ví dụ vậy. Tôi thấy các bạn như này đã quá hạn mức rồi và cái khả năng chi trả của các bạn không đạt được, chúng tôi không sẵn lòng tài trợ thêm. Vậy thì bạn sẽ phải đi tìm ngân hàng khác hay là bạn phải đi tìm các nguồn vốn khác, đúng không ạ? Bạn có thể kêu gọi vốn cổ đông, bạn có thể bán cổ phần của mình ra với điều kiện bạn là công ty cổ phần, đúng không ạ? Bạn có thể tìm kiếm thêm các nhà đầu tư dưới dạng là nhà đầu tư tài chính, hay là bạn có thể tham gia chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank, đúng không ạ? Vâng. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ về cái việc kêu gọi vốn đầu tư tài chính cho các bạn xem. Đây là một cái đơn vị mà tôi cũng tham gia đầu tư. Ý tôi muốn nói là tôi là người đưa tiền cho cái doanh nghiệp đó, đúng không ạ? Thì tôi không tiện nêu tên. Thì đây là một cái doanh nghiệp họ sẽ gọi vốn cho cái quỹ của mình và họ trả một cái lãi suất cố định khá là hấp dẫn, khoảng 20% một năm, khoảng 20% một năm. Và tất nhiên bạn sẽ nhận cả gốc lẫn lãi sau 12 tháng. Ví dụ như là bạn đầu tư cho họ 500 triệu thì sau 12 tháng, đúng 12 tháng sau tròn thì bạn sẽ nhận về đủ 600 triệu, tương đương với khoảng 20%, bao gồm là 18% lãi cộng 2% thưởng, cái gì đó. Thì tôi thấy họ kêu gọi vốn rất là tốt và mỗi một tháng hiện nay công ty này họ kêu gọi khoảng độ 200 đến 300 tỷ tiền vốn. Và với một cái lượng tiền vốn như vậy, họ mở rộng sản xuất kinh doanh của họ, phát triển chuỗi rất là kinh khủng. Trong vòng 1-2 năm họ đã xây dựng những cái chuỗi gần như là lớn nhất Việt Nam về một cái lĩnh vực mà họ theo đuổi. Và sau đó thì họ cũng IPO và bán, đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán để họ bán. Tôi nghĩ đây là cái mô hình kinh doanh cũng rất là tuyệt vời. Ta không bàn sâu về cái mô hình của họ mà ta bàn sâu về cái cách mà họ gọi vốn. Tức là họ có thể là kêu gọi những cái khoản tiền đầu tư nhàn rỗi từ công chúng, đúng không ạ? Tất nhiên để làm được việc này thì bạn cần phải có một kế hoạch gọi vốn hấp dẫn, đúng không ạ? Bạn phải chứng minh năng lực kinh doanh của mình, bạn phải đưa ra cam kết về lãi suất và bạn phải có một người chuyên gia về kinh doanh và tài chính họ thuyết trình cho bạn để họ kêu gọi vốn đầu tư. Và sau đó thì bạn sử dụng đồng vốn này hiệu quả để bạn có tiền để trả lãi cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư thì họ chỉ quan tâm đến việc nhận lãi thôi, họ sẽ không tham gia vào quá trình điều hành. Tất nhiên các bạn sẽ cần thêm một cái yếu tố nữa, đấy là có thêm luật sư tư vấn cho các bạn về vấn đề pháp lý để tránh việc nếu như các bạn gọi vốn không cẩn thận, các bạn sẽ bị rơi vào tình trạng đấy là gì ạ? Gọi vốn trái phép, kêu gọi vốn không hợp pháp, vân vân. Rất có thể sẽ đối mặt với các vấn đề về pháp lý nếu như bạn không có cố vấn về luật sư về pháp lý, được chưa ạ? Vâng. Vậy thì trong chiến lược tài chính thì điều gì là quan trọng, đúng không ạ? Tôi muốn nhấn mạnh rằng là đó là ổn định dòng tiền trong ngắn hạn cũng như trung hạn là quan trọng. Bởi vì là nếu như mà các bạn không ổn định về dòng tiền, thiếu tiền, đúng không ạ? Dòng tiền bị thiếu hụt
thì có thể là sẽ dẫn tới là bị sẽ thiếu hàng hóa do mình không có tiền để đặt cọc để sản xuất, đúng không ạ? Mình cũng có thể là không thể phát triển được chuỗi bởi vì mình không có tiền để thuê mướn mặt bằng hoặc là thi công, đúng không ạ? Rồi thì bạn cũng có thể là thiếu tiền để trả lương, khiến cho nhân viên cũng rất là bức bối và có thể sẽ họ sẽ phải nghỉ hoặc là họ bỏ việc, đúng không ạ? Tất nhiên trong những cái tình huống khó khăn như vậy thì bạn sẽ cần phải có một cái chiến lược tài chính tốt, bao gồm là có cả một giám đốc nhân sự đồng lòng với một cái giám đốc tài chính để các bạn có thể kêu gọi được các cái đồng vốn của mình. Tôi biết rằng những cái CEO hoặc là những người khởi nghiệp thì họ rất là năng động, họ có thể là vay mượn cắm cố rồi thì mượn người này người kia hoặc là vay ngân hàng hoặc thậm chí là vay nóng những cái khoản tín dụng mà chúng tôi nói đùa gọi là tín dụng cuốn điện, đúng không ạ? Với lãi suất là mấy nghìn một ngày, một tháng gì đó, rất là nhiều, đúng không ạ? Thì tôi sẽ khuyến khích mọi người là sử dụng những cái dòng tiền, những cái đồng vốn mà có thể kiểm soát được về lãi suất cũng như là có tính chất dài hạn một chút, ví dụ như 12 tháng hoặc là 24 tháng. Còn tín dụng cột điện thì bất đắc dĩ lắm các bạn mới phải sử dụng, cũng hết sức tránh. Nếu phải cần và chắc chắn thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng, còn nếu không thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Hiện nay thì trong cái thế giới tiền kỹ thuật số thì cũng có nhiều cách để gọi vốn thông qua ICO bằng cách là phát hành các đồng tiền coin, các đồng tiền kỹ thuật số. Nếu như ở đây mà các bạn đang quan tâm đến việc đầu tư vào tiền kỹ thuật số lướt sóng hoặc là các bạn muốn phát hành ICO thì các bạn cũng có thể liên hệ với tôi là Phan Anh, có thể tư vấn cho các bạn vì tôi cũng đã nghiên cứu về tiền kỹ thuật số, đầu tư coin cũng rất là lâu rồi. Bản thân tôi cũng đang là một người chơi, cũng có chút ít kinh nghiệm, cũng có thể chia sẻ với các bạn các cái lĩnh vực về tài chính liên quan đến coin và các cái nền tảng tài chính phái sinh, Forex thì tôi cũng có kinh nghiệm chơi cũng được nửa năm nay rồi, 6 tháng nay rồi. Ok, các bạn đã biết số điện thoại của tôi rồi đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi xin chốt lại cái phần chiến lược về tài chính là như vậy, và hy vọng là các bạn hiểu rằng là trong một cái bản kế hoạch kinh doanh và marketing thực tế thì họ sẽ cần đề cập đến tất cả các vấn đề sản phẩm, giá bán, đúng không? Kênh phân phối, chiến lược về bán hàng và quảng cáo, chiến lược về nhân sự, chiến lược về quy trình, triết lý kinh doanh và tài chính, và cuối cùng bước một cái phần lớn tiếp theo đó là kế hoạch hành động cụ thể. Thì tôi sẽ bắt đầu quay màn hình ở trên máy tính của tôi cho các bạn xem thêm, được chưa ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và rất mong những cái kiến thức ít ỏi của tôi có thể là giúp ích cho các bạn lập được một bản kế hoạch rất là chất, rất là xịn và giúp cho các bạn được tốt hơn trong công việc. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.